Hello Việt Nam, xin chào Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ 3 ở Đà Lạt. Đây, sáng nay là cái ngày chủ nhật. Ngày này, trưa nay chúng mình về Sài Gòn nha anh em. Quán cà phê là quán cà phê Vườn Địa Đàng. Trong đây có view cũng ok lắm. Mua vé ở đây ha. 101 một người có kèm nước uống và chi phí tham quan. Nước uống là mấy này hả? Đúng rồi. 3,5 giấy. Công ty mình bên đó là bán kem ha. À, ở bên đó là mình có bán kem chuối không? Không đúng không? Chắc cú không có luôn rồi. Ok, đó. Công ty mình làm tất cả các cái trong tầng luôn ha. Chạy giải. Hello Việt Nam. Hôm nay cạn nước mà em mới gọi đẹp để gì. Sao hồi nãy cái lúc mà mua vé mà không nói? Mày đéo thấy, giờ vô mới thấy. Nó chơi nó khóc thiệt chứ. Chán ghê thiệt. Má đéo xả luôn. Uống cà phê. Có nước. Kéo dây cáp hả chú? Khoảng chiều mấy giờ mới có mạng chú? 10 giờ có luôn hả? 10 giờ mới có mạng lận. Thôi con xài 4G được rồi. Lát con về rồi. Dạ. Thôi được rồi. Con ngồi uống xíu 15 phút rồi con về luôn rồi. Từ từ thôi cũng được. Quán này ở trên TikTok nè. Đó. Có mấy bạn nữ đi chữa lành là tháo vớ tháo dài ra để ngâm chừng dưới nước á. Đúng bài luôn. Ở đây có ai lành bệnh vô hú mình đó nha. Trời ơi nó mượt. Đó, Vườn Địa Đàng nè, đi từ từ thôi, có chừng cái bụng nó rung kìa, cái bụng rung kìa. Cái nhà trắng lấy nước rồi, đường này nước suối hơi có mùi. Đây là mùi bùn, chứ không phải là nước thải. Này là suối sạch, các bạn ơi, mùa này nước suối hơi có mùi. Nhưng đó là mùi bùn, chứ không phải là nước thải. Mà nước chúng tớ là sạch lắm, ok. Không có làm bùn, nước là mùi nước. Này, này mấy bạn tắm được luôn nha. Không, dạ, này tắm được nè. Bạn ra bút đi uống nữa. Vé 110.000 đã bao gồm phí tham quan và nước. Thì vô đây mấy bạn đi xuống dưới, mấy bạn sẽ thấy một cái nhà chòi. Đây, vô đây lấy nước nè. You don't know how much I care. Throw me into the deepest ocean, and I promise you I'll swim. Through the highs and the lows you will find me, and just know that I'm here to stay. Có gì có thể tắp sách vô lại cho mình qua cái được không? Chuyện đơn giản vậy thôi. Đủ mày cái gì đâu mà thiệt chứ sùm. Nếu quê bằng em anh, đụng má chạy xe để xem đợt mà em còn đột body kit á, đậu trong ngân hàng xong hôm bữa tụi má chở nặng đi ra làm cái sập râm, lướt cái cản sau mấy người đột dạng ngân hàng.
đụng má thì chỉ bị rớt cái chảy sau kìa, đụng má đứng cười quá thì cười luôn, đụng má đánh một vòng này sao em phải nhờ một thằng đụng má cầm cái đó lên dịnh lên sao em chạy quẹo vô là ngược lại ngân hàng đậu cho nó thêm đụng mấy hai ngày nữa rồi làm dây tới sữa lụng quê đi khách kìa. Không mà đụng tiếng Anh cùng đồ á, tiếng Anh nó chuyện không nhỏ nhẹ mà anh nhỏ gặt hồi nãy đụ má không có mình nó quýnh đó luôn rồi đó. Đâu anh nói rồi nhỏ nhẹ là quay đồ á bạn gì nó nói gì đụ má gì đậu xe gì ngoài đường giữa giữa đường vậy không tôi cha vậy cha vậy cha vậy cha đúng rồi có lịch sự gì đụ lịch sự có gì nữa đụ mới gọi bằng cha không lịch sự đụ mẹ quay hồi nãy mà không có ba thằng mình hồi nãy mà không có ba thằng mình chỉ có một thằng đó thôi không có nhỏ luôn đụ anh bay xuống mặt coi luôn rồi anh khi nào mà anh tới anh nói vậy nè đụ mày đã có xe bình đụng cái lộn dưới đường vậy đụ mày biết tao là ai không? Biết tao là ai bố mày là ai không? Lai bố mày là cái thằng đi ngồi trên xe cua rô Nguyễn Thái Hùng má mắc cười coi clip hàng lộn bất kỳ người kia thằng kia xây nhà cái ông nội này không cho xây anh mày là thằng chửi mày biết bố mày là ai không? Cái thằng lộn thằng lộn xây nhà kêu Lai bố mày là thằng hàng xóm nè hay lái thử kìa, hay lái thử kìa. Ê xuống mượn nó lái thử được không? Lái thử đi Sài Gòn. Dạ, anh lên lái chiếc này đi, lẹ lái thử. Chạy đi Sài Gòn đổi. Không ngàn lỡ ghen luôn đồ. Đổi đổi ghen luôn, có gì mình xuống hồng chứng. Em lên đây cũng được, em lên đây. Chịu lỗ luôn á. Xe em làm ra tiền đó là không ra tiền. Xe này đồ má xe của mấy cái hãng nó bán xong mấy người lồn nó đi chơi. Dạ, dạ. Vừa qua hết trạm thu phí nó có cái hướng quẹo đi xuống đường xe máy á các bạn, qua cái hầm cầu cao tốc á các bạn quẹo vô nha, cái quán tên là cái gì ta, cá phóng xạ bờ hồ bờ ao gì đó, để xíu mình vô tới đi, mất công mình vô cua một tay mấy này nó sợ, chứ xe hơi vô cua một tay bình thường nó không giống như xe máy đâu. Nèo đạp ơi, quẹo lựa lựa lụm nè em ơi, sát vô cái lề phải đi em ơi, xi đất nè quẹo sát vô cái lề phải đi em ơi. À, ra tới qua cái hầm này cái đó các bạn xi nhanh phải với bạn quẹo phải nha, đừng xi nhanh trái quẹo phải là chết mẹ doanh nghiệp luôn á. Chạy lên tí xíu nữa là có cái bãi đất trống bự thiệt bự, xe hơi đậu tràn ngập luôn, nằm ở bên trái luôn các bạn. Chạy khoát khoảng tầm 2 cây số nữa là tới rồi. Cái quán tên là cá phóng xạ bờ hồ nha. Các bạn vừa chạy tới ngay chỗ chạy phía cao tốc quẹo đi đường hầm mà đi cái đường đi Di Linh bằng xe máy á, chạy khoảng tầm một cây số thôi nó sẽ có cái quán ở bên tay trái, hồ cá ngoại ô mấy bạn, địa chỉ 389 Định An, Hiệp An, Đức Trọng. Đây thì ngồi ở trên sàn gỗ, xuống tới đất trọng mà nắng dữ ta. Nè cá lóc mấy bạn. Nè lương hả chú? Trước mắt là mình cứ kêu một con cá 2kg là cú bánh chén với lại lẩu. Ở đây mình có bán nước gì uống cho đỡ buồn ngủ không cô Tư? Mình có soda chanh đường không? Cho con cá soda chanh đường đi. Từ từ táo một lát tráng miệng cầm lên xe ăn cũng được. Chán ghê thiệt. Ngon tuyệt vời không? Nào quán này ngồi ăn được không? Coi ảm đợt sau nó sẽ chở má đi ăn nè, đúng không? Mày vô mày coi con cá lóc chưa? Khủng khiếp luôn. Tôi để camera vô cái là nó nghe cái răng nó cười luôn liền. Không ghê thiệt. Không bự hơn nhiều. Tình hình nữa các bạn ơi, tới mình nữa các bạn ơi. Đây bánh chén này cuốn đúng bài luôn nè. Thấy cá lóc bự không? Tiền trước đi hả? Nửa con là chiên xù cuốn bánh chén. Còn nửa con là nấu lẩu các bạn. Ông cao cao nãy hả?
mâm nó cao kìa. Cho bánh tráng với nước mắm chấm. Nó phải hơi xinh ha. Này bún này cộng hơi bự. Bún của bánh tráng cộng hơi nhỏ nhỏ xíu cũng được. Đúng không, đó phải đi mấy con hai bơ. Hai bơ mua tẹt. Giờ sao? Về đường quốc lộ hay về đường quốc 20 hay là quốc lộ 55? Giờ bán chồng đã mua được sầu riêng rồi, không về má em chào lầu chết luôn. Anh nói em muốn đi đâu cũng được hết đó. Nói nghe về thành phố Hồ Chí Minh anh mua sách vô không ai biết. Má bà đòi ăn sầu riêng từ hồi đi Cà Mau là đầu tháng 5 tới giờ mà không dừng lại cho bà mua luôn. Lý do? Lý do? Sao giờ xiên? Giờ sao giờ xiên? Đến lúc mình xiên tự nhiên không có chỗ đâu, không có bán sầu riêng. Lột cái gì? Lột à? Vậy giờ trên đường về chuẩn bị vô quốc lộ 55 là mình cứ tẹt vô, thấy chỗ nào mà uy tín là mình tẹt vô thôi. Đúng rồi. Nhưng mà phải sầu riêng phải dần dần xíu, xanh quá là nguy hiểm. Đâu, dân chụp sầu riêng. Chứ nó bán cho thuốc riêng đi, mình chăm chậm chậm. Không, thường nó thẳng luôn nha. Nó ra đó là ngâm hết chậm chậm. Cho bánh cháy nước chấm riêng á, phải nhúng, ăn mới ngon. Đúng rồi, nhúng thì phải nhúng. Nhưng mà chín đều. Chín cây á là giống như đụng á, vườn bên kia nhà anh đây sát bên ở bờ có trái chín cây nè, anh qua anh có lấy không? Ủa nhưng mà nhúng nó động sao? Hả? Không, đúng đâu nè. Cái nhúng nó được cho phép bán mà. Trên thấy TikTok nó cũng nói là cái nhúng nó cho phép bán á. Mít cũng vậy mà phải nhúng nó ăn được. Đó. Rồi bánh tráng với nước chấm đi chú. Mít với quê đâu, chúng nhúng đâu ăn cũng được. Ăn cũng ngon bình thường. Có nói là cũng như tới bên ăn tại vườn. Còn bán anh còn bán đi anh phải giữ. Rồi mình đem đi xa sao? Đâu phải nhúng. Ừ. Còn anh về quê anh ăn có sẵn á, nhà bác Giang có sòng sầu riêng á, về nhà bác Giang ăn nhưng mà nó chín cây thì ok. Ăn sầu riêng ở dưới Bình Dương ăn ngon lắm á. Dưới em giữ bưởi ngon thôi. Bình Dương em giữ bưởi ngon. Dạ. Giữ bưởi ngon. Cho chồng giữ không? Rồi, anh em mình vô cái đây. Lâu quá mới gặp. Lát mình tính tiền luôn hay không? Hay là về nhà tính? Vui vẻ lắm. Ừ. Tiền bạc, chứ nó có cần đâu, về nhà tính. Nó giữ phải xeo mà. Má. Tính nó cũng đâu biết tính sao. Thấy có gì cứng cứng à. Anh về anh thấy đụ má, sao không ai nhắn cho anh hết bao nhiêu tiền là anh biết là xong rồi đó. Nói chung vui vẻ được rồi hả Quân? Ừ, vậy mình đúng đừng nhắn. Không, anh Quân với anh Tuấn Anh chắc chắn có, còn anh Hùng thì hên xui. Nhiều khi đụng nó vượt quá thì anh Hùng mới nhắn, còn nó vẫn nghe nghe rồi khỏi. Nói chung là nhà tự nhiên. Hai mình vui nè. Căng cái giọng, mình ngon, mình ăn, mình lỗng tiếng lỏ. Vì khi cũng đi thì tại vì mới có hai mình đã mốt rồi. Hai ông vui. Mày cứ yên tâm, tụi chia thắt rồi đéo vào luôn. Quên, rồi qua lẩu đi, em trai qua lẩu đi. Rồi qua luôn. Rồi. Ủa? À, nó đang nóng sẵn à. Ở dưới đây hay xài cái nồi này nè? Không, ở trên quận 5 xài nhiều lắm. Bữa nào mày... Mắm, lượng ở quần lao đó. Bữa nào mày chở má mày lên chỗ quán ăn dân ít ngay chỗ đối diện Thần Kiều á, biết không? Không. Ăn đi em trai. Trời ơi. Lẩu. Ăn đi em đi. Nhà lẩu cá lóc nha các bạn. Mưa lất phất luôn rồi các bạn ơi. Xe lóc, xe dịch vụ. Ăn ghê dữ trời. 2 dĩa trái cây 60, khăn 24.000, bánh chén tổng 856.000. Ăn sập họng luôn, ghê thiệt. Và tính ra là mình ăn 4 dĩa cơm là tốn có cỡ 160 là nó ốc vô tới Sài Gòn luôn. Vô đặt bài vẽ đồ, cá lóc phóng xạ đồ. Anh đi tới đâu không? Đi quảng cáo tới đâu? Ơi. Ăn gì tiền quảng cáo vô đây. Đấy, cái đi bỏ món rồi. Ê, đồ kìa, mấy thằng bất chạy với gái kêu là lý do con gái nuôi chó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị về mình ghé ngay Đạo Quay hả?
đào ai mình mua sầu riêng ri 6 nữa là xong nha. Còn tiền không? Còn anh, còn cho anh 5 dĩ. Trời ơi, tới đây là mưa tầm tã luôn. Chuẩn bị vô đèo Gia Bắc rồi các bạn. Còn cách đi Gia Bắc khoảng tầm 10 cây. Rồi tới đây ăn vài hũ sữa chua cái là mình tiếp tục mình đi tiếp. Anh trai này anh hơi một rồi nha, anh đang lấy mấy cảnh mây mưa là đó, quá dữ luôn. Chuẩn bị sang mây nha bạn ơi, hết mưa cái là có mây liền nha. Này là quốc lộ 28, đường đi vô đèo Gia Bắc. Mấy giờ rồi? 5 giờ 10 rồi. 5 giờ 15 về, rưỡi ông nội mày. 5 giờ 15 ông nội. Tự trọng đi mấy bạn ơi. Trời ơi, người lớn người ta lấy xe nãy giờ tao mệt, mấy bạn chưa nhường miếng nào. Mừng nhường mình quyền khen luôn ấy. Sầu riêng này không có thuốc nữa các bạn. Sầu riêng này rụng cây là lầm luôn nè. Quay. Anh Tâm ơi, đến đây rồi, anh Tâm ơi. Không? Về mini ơi. Đều Gia Bắc. Trên đây có cho mướn ấy nè. Cho mướn liền. Kia có phòng rồi, phòng dưới kia chịu một đêm. Má mưa anh đụng ấy. Đóng cửa đi anh. Từ em. À, giỡn hoài. Má mất tích luôn rồi. Sao được. Má à, xe ta 3.8 đâu có xe mình cũng được 300 mấy 1 triệu. Cháy nha cháy. Cũng có xe ta có điện tử thì mình cũng có điện tử thôi. Mình thua người ta có 7 năm thôi, đâu có hưởng nhiều đâu mà sợ. Má trời nắng mưa to vậy. Xe người ta nhiều khi hơn mình cái cực gạt mưa nữa. Má gạt mưa mình lỗ. Mấy người mà mua tiếp. Má bà này thì có tiền. Cái nhiều người có tiền để mua nhưng mà mê kìa, cái hàng tiếp là phải mê mới mua, còn không nếu phải để mua đó. Má bà gì ở bệnh viện? Giống về giờ vô lại. Thường thường nếu mà bố 4 tỷ là sẽ ra mua mẹ không hả? Mua giúp ít lắm. Mẹ với bia. Mua với con SUV ấy. Mà Việt Nam mình thường là chơi với xe sợ bán lại bán lại. Bán lỗ. Nên là nó không mua mấy xe này. Ê. Chúc mừng năm mới. Năm mới hả? Nhìn xem mới hả? Anh đang muốn tỉ thí mình á, anh đang muốn thử rồi quách tao một chân trên chân dưới rồi chạy. Chứ có phút này tỉ thí mới đã nè. Thôi, anh nhìn nó muốn tiền đền luôn. Nó nhiều cũng đi bình thường đi anh. Nó nhiều cũng sáng. Chưa, mà sao không vang. Không, cái khúc đâu đi rồi mà. Chứ. Được phải không? Ừ. Đánh nguyên coi GS luôn, đủ hơn kêu đủ máy văng hũ sữa chua em không? À quên, mình mua mấy hũ sữa